một nam thanh niên được phát hiện tử vong cạnh chiếc xe máy dưới hố công trình trong dự án mở rộng, nâng cấp đường 72m ở Nghệ An. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay 15 tháng 4, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tại công trình làm đường 72m, đại lộ Vinh Cửa Lò, đoạn qua xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Một số người dân sống gần hiện trường cho biết sáng cùng ngày, khi một số người dậy sớm đi tập thể dục thì thấy một nam thanh niên nằm gục dưới hố công trình. Cạnh đó là chiếc xe máy bị hư hỏng phần đầu. Sau đó, thanh niên tử vong được xác định là N.P.T. 20 tuổi, quê xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Vị trí người này tử vong là công trình ngầm đưa hệ thống điện, mạng viễn thông nằm dưới đường đang được thi công. Hố này sâu gần 3 mét, đã được đóng cọc sắt, đổ bê tông, vừa mới được triển khai xây dựng được 3 ngày qua. Nhà chức trách ban đầu nhận định có thể đây là một vụ tai nạn giao thông vào tối 14 tháng 4 khi anh T đi vào đoạn đường đang làm. Cách vị trí anh T tử vong, đơn vị xây dựng có lắp hệ thống biển, căng dây cảnh báo nguy hiểm công trường đang thi công. Người dân địa phương cho hay do đoạn đường đang làm nên hệ thống điện chưa hoàn thiện. Nếu người dân ở khu vực khác tới rất dễ gặp tai nạn do trời tối, không quen đường. Trong khi đó, đại diện nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết khu vực này đã được lắp đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn.